một nhóm kiện công ty xây dựng các lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima, tin từ Tokyo. Trong khi hầu hết các vụ kiện liên quan đến thảm họa hạt nhân của Nhật Bản đã tập trung vào chủ sở hữu nhà máy hoặc vào chính phủ Nhật Bản, thì đã có một nhóm người đến tòa án vào hôm nay để tìm cách khởi kiện các nhà sản xuất các lò phản ứng hạt nhân cho nhà máy này. Một nhóm đại diện cho 4.000 người đang tìm cách để buộc những công ty đã giúp xây dựng các lò phản ứng cũng phải chịu trách nhiệm trong thảm họa tại nhà máy Fukushima. Họ đã làm đơn kiện các tập đoàn GE, Hitachi và Toshiba, nhưng hôm nay họ đã nộp đơn lại với nhiều người đứng đơn kiện hơn khi mà chính phủ của ông Shinzo Abe hiện đang muốn xuất khẩu công nghệ hạt nhân của Nhật Bản ra nước ngoài. Theo luật pháp Nhật Bản, trong khi công ty điều hành nhà máy và chính phủ phải chịu trách nhiệm cho thảm họa, các nhà sản xuất các lò phản ứng hạt nhân không có trách nhiệm pháp lý. Nhóm nộp đơn kiện đã thu thập được 4.000 chữ ký theo yêu cầu của pháp luật với nhiều người ở nước ngoài. Số tiền đòi bồi thường chỉ có 100 yen, tức khoảng 1 Mỹ Kim cho mỗi người. Luật sư Akihiro Shima nói rằng ông muốn tập trung vào vấn đề là các nhà sản xuất lò phản ứng hạt nhân đã không phải chịu trách nhiệm. Vào đêm trước của lễ tưởng niệm thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau thảm họa Chernobyl, nhiều nhóm khác trên khắp đất nước cũng đã nộp đơn khởi kiện chính phủ và công ty điện lực Tokyo. Phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết các đơn kiện đã được nộp tại tòa án ở Tokyo, Yokohama, Kobe và Kyoto. Một đơn kiện ở Kobe đòi chính phủ và công ty TEPCO bồi thường cho 54 người bị buộc đã phải rời bỏ nhà cửa của họ sau khi cuộc khủng hoảng xảy ra, với tổng số tiền là 445 triệu yen, tức khoảng 4.3 triệu Mỹ Kim.